bảo anh cho gấu ra đây là em cũng định là một là em chúc sinh nhật muộn gấu, với lại cho anh chị bảo là em sắp vào Sài Gòn, em ở hẳn với bố mẹ em ấy ạ. Em á? Vâng ạ. Em chuyển nhà vào đấy á? Vâng, em ở. Sao tự tự dưng lại đang ở đây lại đi vào đấy à? Tiếc nhỉ. Em định bảo là em cũng nhớ nó ấy, nên là em định mua căn bán lại xem được không ạ? No. Chết. Bán lại gấu tuyết đây em. Bán lại á. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Thì các bạn ạ, thì bây giờ mình đang ở trên khu phố đi bộ đấy các bạn ạ. Thì hôm nay Ly có hẹn mình lên trên phố. Các bạn biết Ly là ai rồi chứ? Ly là chủ cũ của gấu tuyết anh em ạ. Đấy, thì là Ly hôm nay gọi điện cho mình bảo hẹn lên trên này để muốn thăm gấu tuyết. Tại vì là hôm nọ là sinh nhật gấu, là Ly bận là Ly không lên được. Thì hôm nay hẹn mình đưa gấu lên đây để gặp. Thì bây giờ anh em mình cũng đang ở đây rồi. Có khi là đi ra kia đi. Đi anh em mình Hôm đầu tiên là mình mua con này đấy. Anh hẹn Ly ở đấy à? Ừ, Ly hẹn. Thế thôi đi. Đấy nha, mày sướng nhá. Bây giờ mày gọi là lại còn được tổ chức sinh nhật lần thứ hai nhá. Rất là sướng luôn. Ly kia rồi tao đây. Kia à? Anh em ạ, thật sự rất là vui hôm nay mình lại được gặp lại em Ly. Đấy. Không biết gấu có nhớ chủ cũ không nhỉ? Nhớ chứ sao nhớ. Ly hơi dễ thương đấy. Đấy. Có cái gì kìa? Có quà chứ còn gì nữa. Hello, chào Ly nhá. Ui, ra nhận chủ cũ luôn này anh em ơi. Ra nhận chủ cũ luôn này. Ra nhận chủ cũ luôn này. Em chào lâu chưa? Em vừa mới ra được 50 phút. 50 phút à? Ừ, và anh rồi mới lên. Vâng, sinh nhật em không đi được ấy ạ. Dạ. Sướng nhá, được tổ chức 2 lần nhá. Dạ, sướng nhá. Hôm nọ sinh nhật anh cũng mua bánh cho nó ấy. Vâng ạ, em xem rồi. Ai à. Sướng nhá con nhá. Sướng nhá. Trông nó có thay đổi gì không em? Em thấy béo lên hay sao? Béo lên đấy. Không gầy đâu. Hôm nay em có cái gì cho nó? Em mua bánh cho mẹ, mua xúc xích nữa. Ui, bánh xúc xích á? Ui, bánh này. Xúc xích này rồi sướng ấy. Ui. Các bạn ơi, hôm nay gấu tuyết được cô chủ cũ là Ly Cute lại tặng cho cái bánh sinh nhật các bạn ạ. Không ai sướng như nó. Một năm sinh nhật 2 lần. Ly Cute Pomai Que. Cái này có ăn luôn được không em? Ăn luôn được luôn. Có khi cho nó ăn luôn nhỉ? Vâng ạ. Khả năng là nó đang đói. Em cũng nhớ nó lắm ấy. Thế á? Tại vì hôm họ sinh nhật em bận quá, thế là em không đi được. Em nhớ nó à? Em nhớ anh không? Mày bẩn bẩn sao anh buồn cười nhỉ? Mình cũng nói hộ gấu tuyết là nó rất là nhớ Ly vậy. Em cũng nhớ Ly nữa mà. Ui, gấu rồi. Từ từ lại, thèm lại. Nào, happy birthday nào. Happy birthday. Không cần lên. Ui, máy hôm nay lại có cả cái gì đấy. Cây thông Noel anh em. Anh ơi, happy birthday này. Ui, ngon chưa? Ui. Bạn con ăn này đi, ở nhà cứ chiều nó này thì nó béo chết nhỉ? Đúng thật. Ủa, nó liếm keo kìa. Cái này có ăn đúng nhỉ? Cái này ăn được chết đấy anh ạ, ăn là toang ấy. Cái này nhựa anh em ạ. À. Ăn là toang ấy. Đây, cái thông Noel luôn này. Ăn đi con. Ăn đi. Ui, sướng nha. Đúng rồi, sướng như chó mà. Em nghe là đầu câu anh nói sướng như chó. Anh em ạ, hôm nay gấu rất là vui vì được gặp lại cô chủ cũ nhá. Tại vì từ hôm mua chó rồi nên là cũng chưa cho gặp lại chủ được. Không nói sinh nhật mình mời Ly nhưng mà Ly bận. Không nói anh tổ chức cũng ở ngay đây em này. Béo lắm Nguyễn. Béo lắm. Đấy nhà gấu tuyết được hẳn gái đút bánh nhá. Sướng nhá. Cô chủ cũ. Ui. Đấy là gì có gì đâu. Ui. Đấy anh em ạ, ấy chưa. Gấu tuyết là thành được ăn bánh 2 lần rồi anh em ạ. Đấy hôm nay lại được mua cái bánh gato rất là cute này. Đấy. Toán ơi, này cho chú một miếng. Đấy. Bây giờ mình mới phát hiện ra là gấu tuyết là có sở trường là ăn bánh gato anh em ạ. Ly đợt này vẫn khỏe chứ à? Vâng, em khỏe lắm. Vẫn khỏe. Thế từ đợt bán gấu tuyết đây em có mua thêm con cún gì không? Em không ạ. Không à? Ui, vẫn đang ăn này anh em này. Con này phải nói nó ăn ngọt đẳng cấp luôn, giống y mình. Không biết Ly có thích ăn ngọt không nhỉ? Em có. Ui, thế là giống cô chủ à? Ăn từ nãy giờ này, ăn nửa cái bánh rồi. Rồi chắc ngán rồi anh em ạ. Ấy ngán rồi. Ấy, chán rồi anh em ạ. Thôi chỗ này để cất đi để tí là về cho ăn nhá. Ăn nhiều béo rồi máu như mỡ chết.
đấy là có sinh nhật, còn đây em có quà Noel cho nó nữa đây. Ôi Noel luôn à? Ôi quà Noel. Ôi đấy em, cái gì trong máy này? Xúc xích anh ạ. Ai ơi, ôi đúng sở trường, ôi nhiều thế. Ôi xin một cái. Cái thằng này mày, cái thằng này đảo thế nhỉ? Vợ cái. Lo gấu tuyết chưa bóc tem mày đã bóc rồi. Ấy. Ui giời. Ui gấu tuyết sướng cho anh em ơi, được cô chủ cũ tặng cho cái túi này. Túi này trong này là phải đến, mình nhìn qua qua phải đến mấy chục cái xúc xích anh em ạ. Ăn này chắc là bội thực luôn. Cái túi này toàn này, cái túi này để Tết cho đeo xong đi xin tiền hay ấy nhỉ? Ừ, hay đấy. Đúng không? Đấy, anh em nhìn cái túi này rất là cute nhá. Đấy, đây này, túi lôi ăn này, có ông già lôi ăn luôn này. Đấy, sướng chưa? Em bảo anh cho gấu ở đây là em cũng định là, một là em chúc sinh nhật muộn gấu, với lại em bảo là em sắp vào Sài Gòn, em ở hẳn với bố mẹ em ấy ạ. Em á? Vâng ạ. Em chuyển nhà vào đấy á? Vâng, em ở. Sao tự dưng này đang ở đây lại đi vào đấy à? Vào đấy em học rồi. À, tiếc nhỉ? Tiếc nhỉ? Em định bảo là, em cũng nhớ nó ấy, nên là em định bán lại xem được không ạ? Chết. Bán lại gấu tuyết đây em. Bán lại á? Nhưng mà em bán cho bọn anh rồi mà. Thì bọn em bán anh là giờ bọn anh cũng rất là nhiều kỷ niệm với nó rồi mà. Thế bao giờ em vào Sài Gòn? Chắc là tầm 2 tháng nữa là em vào ạ. 2 tháng nữa à? 2 tháng nữa. Anh thì cứ tưởng là em hôm nay chỉ đến chơi, gọi là chơi với nó thôi mà. Thật sự mới Ly là con gấu này nó ở với anh một thời gian ngắn thôi nhưng mà nó rất là nhiều kỷ niệm. Mới lại anh cũng, nó cũng đã từng một lần cứu mạng anh rồi. Thế nên là anh thật sự là nếu mà bây giờ em nói như vậy thì anh cũng không đồng ý lắm đâu. Hay là Ly, ví dụ như anh tìm cho em một con khác, hoặc là em tìm một con khác cũng dòng này em nuôi được. Các bạn, thực sự thì Ly vừa đưa ra một cái đề nghị mình cũng bất ngờ quá. Đấy, thực sự là Ly chuẩn bị đi vào Sài Gòn mà bây giờ lại đề nghị mình lại bán lại gấu tuyết. Đấy thì mình cũng không biết nói thế nào cả. Tại vì thực ra cái thời gian vừa qua ấy thì là gấu tuyết thì ở với Ly là từ lâu rồi. Đấy, hàng năm rồi, nhưng mà ở với mình cũng một thời gian ngắn thôi. Nhưng mà kỷ niệm giữa mình với anh em team với Toàn với gấu là rất là nhiều. Đấy, các bạn fan nữa, các bạn cũng đã biết gấu tuyết rất là nhiều rồi. Thực sự bây giờ là anh rất là khó xử Ly ạ. Bây giờ là... thực sự là anh mua nó một thời gian ngắn của em thôi, nhưng mà anh rất là quý nó luôn. Đấy, nó rất là ngoan, có lúc thì cũng hiếu động nhưng mà rất là ngoan. Không gì theo anh như này, bây giờ em cứ đi Sài Gòn đi, xong là thỉnh thoảng mà em nhớ hoặc em về đây thì em có thể qua thăm, hoặc bọn anh quay lên clip ấy em vào em xem là vẫn được, mà vẫn nhớ nó. Nghĩa là bất kỳ lúc nào mà em về đây ấy, em muốn gặp nó, anh có thể là dẫn nó lên gặp em. Thực sự anh khó xử, rất khó xử rồi ạ. Em biết rồi, em cũng không ngờ anh, như vậy. Nói thật là anh cũng hiểu Ly, tại vì là một con vật này em nuôi từ lâu rồi, bây giờ em đi xa em lại nhớ nó. Ví dụ ở gần đây thì em qua lại được đúng không? Nhưng mà đi xa quá. Nên là em muốn, tại vì bố em hay bảo bố mẹ em muốn mang nó về nuôi, tại vì em nhắc nhớ. Bây giờ anh trả anh bảo bao nhiêu em cũng thương. Thực sự thì cái chuyện tiền nong đây thì anh không muốn nói, tại vì là có thể là sẵn sàng anh có thể trả lại cho em được. Anh cũng không cần đòi hỏi tiền nong gì cả, nhưng mà cái quan trọng ở đây là nó gắn bó với lại anh, với lại team anh cũng tương đối nhiều. Đấy, với lại cơ bản là fan nữa, các bạn fan các bạn cũng rất là yêu quý gấu tuyết. Bây giờ mà anh bán lại cho em hoặc anh trả lại em thì lại không còn gấu tuyết nữa. Rất là khó cho anh em ạ. Hay là em thông cảm cho anh. Em mua con khác được. Thời gian qua em bận nhưng mà em vẫn nhớ nó ấy ạ. Em cũng tiếc ấy. Bây giờ anh bảo bao nhiêu em cũng mua lại nó ấy. Anh bán lại cho em được không ạ? Thực ra thì cái đợt đầu anh mua của em, anh cũng biết em là em rất yêu nó rồi, nên là em rất là lưỡng lự. Thế chẳng qua là em thấy bọn anh nhiệt tình quá thì em bán cho anh thôi, thì anh cũng hiểu. Em cũng biết là các anh có anh chăm nó, nhưng mà tại vì em cũng muốn, em nhớ nó lắm đấy. Thật ra là em muốn mua lại nó, bây giờ em trả anh gấp 2 tiền lúc anh mua nó, có được không ạ? Anh cũng vừa nói với Ly rồi, có nghĩa là tiền nong thì anh cũng không quan trọng đâu. Đấy, em bán cho anh là anh đã vui rồi, chứ còn bây giờ kể cả như là có giả lại em, anh không lấy tiền cũng được. Nhưng cái quan trọng ở đây là nó gắn bó với anh, với lại fan của bọn anh là biết nó rất nhiều rồi. Anh chỉ sợ là bây giờ anh bán nó là không còn nó nữa để cùng đồng hành trong các cái clip cho các bạn fan xem ấy, thì các bạn fan cũng rất là buồn. Thôi bây giờ theo anh nghĩ này đi nhá. Em cho anh khoảng tầm 2 ngày nhá.
cho anh 2 ngày để anh về anh suy nghĩ. Anh hỏi các bạn fan nữa, nếu mà các bạn fan mà cũng đồng ý và thông cảm cho em và bán lại con cún này thì anh sẽ giả lại con cún này cho em. Anh cũng không lấy tiền, anh nói thật, em đi thì anh sẽ kỷ niệm lại, nhưng mà để các bạn fan các bạn ấy sẽ trả lời câu hỏi này giúp anh. Em chờ anh khoảng 2 hôm nhá, xong anh trả lời em. Lia em cứ ngồi chơi mấy gấu nhá. Anh ra đây anh có tí việc tí anh quay lại luôn nhá. Toàn này. Bây giờ Ly đề nghị như thế là như thế nào cơ nhỉ? Anh khó xử quá. Em thầm anh là tiền nong thì nó sẽ không thành vấn đề, nhưng đúng mà rồi. Là, sự là nó gắn bó với anh em rồi mà rồi. Fan phiếc ấy. Fan phiếc, anh em fan. Các bạn thì mọi người cũng rất là yêu quý nó. Đơn giản như là các bạn biết là nó đã từng cứu mạng mình. Đúng rồi. Đấy, sự là mình không lỡ bán nó. Bây giờ Ly thực ra nó cũng nhớ gấu tuyết đây anh ạ. Thực sự là anh rất là khó xử toàn ạ. Em phải hiểu là anh gạ Ly mua con này bằng được đúng không? Anh đúng không rồi. Là vì sao? Tại vì là anh thấy rất là thích nó. Và bây giờ nó có rất là nhiều kỷ niệm với anh em mình rồi. Thậm chí hôm còn cứu chú. Rồi fan họ cũng biết về gấu tuyết rồi. Đấy bây giờ thực sự là bây giờ bán lại cho Ly thì cái anh không lấy tiền. Anh kỷ niệm Ly để Ly đi xa mà. Ly cũng rất là tốt luôn. Ly thực sự rất là người tốt, rất là yêu quý, nhưng mà bây giờ anh mà bán mà anh cũng không biết là fan như thế nào nữa, thấy rất là khó. Hay là để anh về anh hỏi ý kiến fan. Thôi em nghĩ là về anh em mình bàn lại và hỏi ý kiến fan đi. Bây giờ do anh em quyết định đi. Chứ nếu mà fan họ đồng ý mà để mình bán lại con gấu tuyết này cho Ly ấy, thì mình sẽ lên mình tặng Ly luôn tặng. Để Ly đi vào Sài Gòn đấy. Em thấy là thế là thích hợp nhất. Đúng tại không? Vì bây giờ anh không thể quyết định được. Tại vì bây giờ cái này nó gấu là liên quan đến tình cảm của tất cả mọi người. Đúng cả rồi. Em cũng không đồng ý là để cho anh bán lại cho Ly đâu. Nên là anh phải hỏi ý kiến tất cả mọi người đi. Thưa các bạn ạ, thì là hôm nay mình lên đây thì mình cứ tưởng là Ly chỉ là muốn gặp gấu để gọi là thăm lại. Nhưng mà không ngờ Ly lại đưa ra một cái đề nghị rất là khó cho mình. Thôi bây giờ mình cũng không muốn nói nhiều nữa. Bây giờ mình sẽ về, mình sẽ hỏi ý kiến của các bạn fan nhé. Các bạn nào mà đồng ý mình giả lại gấu tuyết cho Ly ấy, thì mình sẽ đồng ý mình tặng lại luôn, mình không lấy tiền. Ly bảo là giả gấp đôi nhưng mình không lấy. Đấy, thế còn nếu mà bạn nào mà không đồng ý hay muốn mình giữ lại thì cũng comment để mình hiểu tâm tư các bạn nhé. Thôi, anh em mình đi về nhé. Vâng. Ra xem Ly. Thế để về anh suy nghĩ nhá. Mà anh hỏi ý kiến fan, không có gì anh trả lời em sớm nhá. Vâng. Ừ. Thế đi về cẩn thận nhá. Vâng, em về đấy ạ. Ừ, chào em. Đấy các bạn ạ. Bây giờ thực sự là mình rất là khó xử luôn. Không biết là phải làm như thế nào đây. Cô chủ cũ của gấu là Ly thì bây giờ sắp vào Sài Gòn rồi, muốn mình để lại gấu cho cô chủ cũ. Đấy. Muốn để lại gấu cho Ly để Ly đưa vào Sài Gòn. Tại vì là nếu vào Sài Gòn rồi thì Ly sẽ không còn cơ hội gặp gấu nữa. Nên là Ly muốn mua lại. Ly đã trả giá rất cao đấy. Nhưng mà nói thật là mình không vì đồng tiền đâu. Bây giờ thực sự là mình rất khó xử. Cũng không muốn bán lại cho Ly. Nhưng mà cũng thấy Ly rất là thương các bạn ạ. Bây giờ mình muốn hỏi ý kiến các bạn fan ấy. Xem là mình có nên trả lại cho Ly không hay là mình giữ lại gấu. Đấy. Có gì các bạn giúp mình nhá. Thôi bây giờ mình đi về đây. Gấu ơi về đi con ơi. Đi, về đi. Đấy, Ly tặng cho gấu một cái túi này rất là nhiều xúc xích này. Đây này, đấy. Ui, nhiều lắm, chưa ăn được hết. Thôi tí về mình bóc cho gấu ăn nhá. Cả cái bánh sinh nhật nữa.